Chào mọi người, hiện tại mình đang đốn lá nè mọi người. Mình bữa nay mình làm cho nhà thờ các bạn. Mình làm cái cổng với trang trí sân khấu. Đây, Khánh Diền Danh đang đốn lá. Góc lẻ lẻ lên Khánh. Bữa nay nhà thờ thì có mấy bạn hỗ trợ mình đem lên vô, đem đá đem đồ vô cũng đỡ đỡ khỏe. Bữa nay là mình tàn sát đám lá này luôn, tại làm cái cổng với sân khấu cũng lớn nữa nên hơi tốn rất nhiều lá. Các bạn ơi, thì trong mình cũng nói sơ về cái khuyến mãi của tháng 10 này nhé. Thì trong tháng 10 này thì các bạn đặt cổng của mình, cổng làm đám cưới nhé, thì mình mới tặng bó hoa cầm tay được. Thì mình sẽ tặng một bó hoa cầm tay với một cái áo của nhóm này nha các bạn, có in tên nhóm mình không. Thì các bạn cứ đăng ký kênh của mình, chụp ảnh màn hình lại gửi cho mình này, đặt cổng này mình sẽ khuyến mãi cho các bạn. Ủa vậy anh Duy Nhân đang bấm gì vậy? Em bấm đây luôn nhá, hàng đầu ý. Hàng đầu nè. Người đầu bánh tao đâu đấy. Người nào? Người đầu bánh tao đâu đấy. Ok, qua tới liền.
cái bông quá là nhỏ luôn các bạn ơi, có 1m4 à, đường kính 1m4 à. Đây các bạn ơi, đây là tàu lá dừa mình đã đưa rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ lấy cái tàu lá dừa mới mình hướng dẫn các bạn đưa. Đây bắt đầu mình bắt lá này, mình sẽ lòn xuống cái lá này mình lên này. Mình cứ liên tục vậy các bạn. Mình rút cho nó sát vô ha. Cho nó sát vô nó mới đều nó đẹp. Các bạn rút nhẹ nhẹ tay nó sẽ phùng ra, nó không có đường, nó không có được cái đường thẳng. Mình cứ liên tục vậy là hết tàu lá luôn. Xong rồi cái mình qua bên mấy bên kia mình đương lại tùy theo cái có mẫu thì mình sẽ chỉ đưa một bên, rồi bên kia mình chốt cộng ra. Đây bây giờ mình sẽ lấy cái tàu dừa mình thắt nó, mình đóng vô đây các bạn. Kỹ sư này mệt quá hả? Đây các bạn ơi, đây là phần bên cánh của sân khấu rồi các bạn. Đẹp mấy. Hơi bị tối. Ở trên đây ở ngoài sân mình không có cái không có đèn ấy vô các bạn. Ở đây là phần chính giữa sân khấu nhưng mà giờ không có quay được các bạn. Tối quá. Mai quay. Giờ buổi sáng. Đây mình đã tạo được cái đèn LED mới chút nữa các bạn. Chung tự nhiên. Mình đã tạo được một cái đèn LED nữa, nó sáng hơn nữa các bạn. Đó các bạn. Ở đây là nhà thờ các bạn, kỷ niệm 135 năm thành lập họ đạo các bạn. Mình tiếp tục mình sẽ tiến ra ngoài cổng, mình làm một cái cổng ở ngoài nữa các bạn. Bữa nay chắc tới gần sáng luôn các bạn. Hơi bị đuối luôn. Đây các bạn ơi, mình đã ra ngoài cổng, mình làm cái cổng ngoài này nữa các bạn. Ở ngoài này thì được hai cái đèn LED với tí tẹo của tên cái bảng này các bạn. Với một đống đèn LED xanh lè xanh lét này các bạn ơi. Nhìn nó mờ. Đây các bạn ơi, hiện tại là mình bấm cái nơ trên caro luôn à. Thì bên đây Khánh bấm trước rồi quay lên. bên đây Danh nó bấm quay, nó quay nghịch xuống rồi nó phải gỡ ra nó bấm lại. Cái hàng tưởng nhóm mà nó vậy. Đấy, đây là gương mặt tưởng nhóm 8 năm kinh nghiệm rồi các bạn ơi. Các bạn chắc cũng có xem mà trên cái clip mình ấy mà của VTV quay á. Chết luôn rồi. Cái nhóm mình là có phương châm là cứ nào làm trước là làm cha mà. Nên làm trước rồi bắt người kia làm theo. Mà Danh thì bị nghịch tay.
được chưa, được chưa, quen tay chưa, quen tay chưa, anh trưởng nhóm em làm xong rồi nha, anh trưởng nhóm mày đứng tứ tao mày, có hai thằng làm trời không sao đâu. Vấn đề là tao làm tứ phải làm theo thôi à. Dạ, yeah, bệnh nhân làm cái bông đẹp dữ ta. À, chết luôn. Em làm xong rồi nha anh trưởng nhóm. Cắt cái này bỏ thì nhẹ gớm rồi. Đây các bạn ơi, cổng ngoài cứ làm đơn giản thôi chứ mình không có làm, không có làm cao, mình cũng không có làm cao được mà. Đó lôi hoài suốt giáo dụng giờ đó. Ở trên thì tại vì mắc cái bảng kính dầu. Rồi chạy mình hai đâu có nước cành nổi. Thôi thôi xài hai đâu. Còn bên dưới này thì mình phải làm cho nó nó lớn ra, nó rộng ra đặng có xe du lịch vô nữa các bạn. Cha, đã nói rồi, thằng nào quay trước là cha rồi. Đây các bạn ơi, cuối tháng này mình xuống mình làm tí nữa mình mới đi Cần Thơ các bạn. Đây buổi sáng này, khung cảnh buổi sáng này. Tối thì quá trời mờ không có quay được. Còn hai cái hai bên đây thì bữa nay người ta sẽ gắn cái phông in gì đi vô trong cái khoảng giữa này các bạn. Người ta mới dựng lên. Nha các bạn. Hôm qua quá tối không quay được. Đây là khung cảnh sân nhà thờ các bạn, nhà thờ Mỹ Sơn. Cái bãi chiến trường hôm qua mình làm cũng còn đây, chưa có ai dọn luôn.